Bonsai kính chào quý vị các bạn. Hôm nay Bonsai có một cây dáng trực hoành Bonsai mini một người bênh nặng quý vị ạ. Nói về cái đồ này thì Bonsai cũng không biết là khoe hay là không khoe như nào, nhưng mà Bonsai thấy một chủ trước làm rất kỹ. Đấy, quý vị nhìn này, một cái cành cắt ra già trên thân một cây to mà làm được như thế này, có chân bệ như này. Bonsai đánh giá là một người thợ này rất giỏi để làm ra một tác phẩm trực hoành này. Đây, cốt rất già quý vị này, già lắm, vì nó là cái cành ở trên thân cây già cắt xuống quý vị ạ, mà để làm chuyển biến được một cái chốt hoành như thế này rất là đẹp. Đấy, cháy nhưng mà đang vén hết vào rồi, khúc khỉu. Nói về trực thì cũng đẹp luôn quý vị ạ. Bonsai yêu nhất là một cái tay này, vật sàng chạy dích ra đây đẹp lắm. Dăm thì ok, đang bắt đầu nuôi tiếp những dăm to nữa, nhỏ nhắn xinh xắn, một người khênh nặng quý vị nha. Cũng rất nhiều anh em hỏi mình đăng ở trên Facebook và muốn xem cái video, thì Bonsai cũng chia sẻ kỹ cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Cây cũng không nhiều tiền lắm quý vị ạ. Đồ già, gốc bồ ngọn chỉ quý vị ạ, nhỏ xíu đây rồi, giật rất nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đến 7 phát giật của con trực quý vị ạ. Còn phần hoành thì quý vị không phải nghĩ luôn, cũng 1, ra đây 2, 3, 4, 5 lần giật mới ra một con hoành, mặt nào chơi cũng được, ấm áp xinh xắn. Một cái video tuy ngắn nhưng mà cũng đủ để chia sẻ quý vị các bạn một tác phẩm Bonsai mini của Video Bonsai. Phần bệ rất yêu quý vị ạ, yêu lắm. Đấy, quý vị nhìn này, được cái bệ cổ như này, cây nhỏ xíu mà được cái bệ như này là rất hiếm quý vị ạ. Video Bonsai ít gặp lắm. Những đường cong uyển chuyển của cái rễ đang bắt đầu về bạnh rồi, sống trâu đấy quý vị ạ, xinh xắn. Đây, nhìn từ trên xuống như vậy này, trên xuống đấy, bộ dăm mịn màng, trồng ở một cái chậu lá lật cũ. Anh em bạn bè nói cái chậu này cũng có giá trị. Phần hoành già lắm quý vị này, đấy, nhìn đấy ạ, già lắm luôn đấy. Để có một cây bưng tay bé như này rất giá trị, ít khi Bonsai gặp. Chia sẻ với quý vị các bạn ạ. Bonsai đi quay nên là cũng mua được cái giá rất yêu thương của anh em nhà vườn để lại. Tại vì Bonsai có dầu mới đi tiếp được, đổ dầu quý vị ạ, xăng xe cầu đường. May về chia sẻ quý vị, anh em nào thích cái tác phẩm này thì alo cho Bonsai, số điện thoại 093 6868 168. Bonsai để số điện thoại trên màn hình đấy ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều, nếu ai đó ưng cái dáng này xin chân thành cảm ơn. Và cũng cảm ơn quý vị và các bạn, những người đã đăng ký kênh Bonsai và sắp đăng ký và luôn là theo dõi Bonsai chia sẻ các nhà vườn, các tác phẩm, các cái phôi từ trước đến giờ. Có những cái gì Bonsai nói hơi quá cũng chỉ vì cái điểm đam mê và muốn đẩy cái phong trào cây cảnh thôi, nên mong quý vị các bạn thông cảm. Đấy. Còn là tác phẩm An Yên Bonsai đang là lên dăm rất khỏe rồi. Tiện đây Bonsai chia sẻ một chút, khoe đấy ạ. Tác phẩm An Yên, bộ bệ rất yêu thương luôn, rất già quý vị ạ. Đấy, có hai tác phẩm đều là trực hoành cả quý vị ạ, một cây to cẩu, một cây bưng tay. Chia sẻ qua một chút cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng loại tác phẩm này khi bật mầm. Nhìn ở trên ảnh quý vị nhìn đây nếu như một cái đòn thẳng tưng đúng không ạ, nhưng không phải đâu quý vị nhá. Đây quý vị nhìn này,
nó vật nó chạy này quý vị này. Đấy, đây một đoạn nữa này, quý vị nhìn thấy ạ, đây quay dưới quý vị nhìn thấy rất là đẹp này, một cái sườn chạy rất đẹp, nhìn ngang là không rõ đâu quý vị ạ, vì nó không, cái khung khối 3D nó không có. Nhìn như này quý vị thấy một con hoành bay rất đẹp đúng không ạ? Đấy, phải nhìn tất cả mọi góc cạnh thì thấy phần hoành nó rất là đẹp luôn. Dạ quý vị ạ, phần trực cũng thế, rất yêu. Đây quý vị này, trực rất yêu luôn. Định chia sẻ một chút xíu cây trực hoành bé bưng tay cho quý vị các bạn đang hỏi là ở trên Facebook nhưng không được xem video, và tiện đây lại chia sẻ luôn quý vị cây trực hoành to của quý vị cùng chiêm ngưỡng. Cũng là cái vô tình thôi ạ, tiện là khoe luôn. Quay kỹ quý vị từ xa nhìn cho nó kỹ. Và những lúc VMSite quay có khả năng quay gần nhiều quá, các bạn và quý vị không xem được hết cái bóng của tác phẩm được lâu. Đấy, lại khoe lại một lần nữa về phần hoành cho quý vị cùng chiêm ngưỡng này. Phần hoành là cái hoành chạy rất đẹp quý vị nha. Đó, chứ nhìn ngang như kia là nó bị thẳng quý vị ạ. Hoành nhìn rất đẹp luôn. Đây, dầm mịn tít quý vị này. Đứng xa phần này quý vị chiêm ngưỡng. Góc này đứng nhìn rất đẹp quý vị ạ. Lúc xem lúc này dăm cũng đẹp luôn. Dăm vừa đủ để chúng ta nhìn được tay gành. Độ già đây quý vị này. Độ bệ đây. Chân bệ đây. Đang bắt đầu đùn nu quý vị ạ. Đấy, đang bắt đầu đùn nu quý vị ạ. Hạt phừng, hạt đậu đang nổi hết lên rồi. Phề lắm quý vị ạ. VMSite đi đâu về cũng phải vào ngắm luôn tác phẩm này. Lúc nào đi đâu về cũng ngắm. Ngắm lúc đi chỉ muốn nhanh chóng về ngắm tác phẩm của mình. Thì mình thích thì mình mới mua về đúng không ạ? Nó già như thế ạ. Phần hoành này cũng đang bắt đầu đùn nu rồi quý vị nha. Hạt vừng, hạt đỗ bám hết chân thân rồi. Đó. Sướng lắm quý vị ạ. Khi ngắm được cây già mà cây mình thích nữa thì không gì bằng luôn. Tác phẩm của video sai nên là có cái gì khen hơi quá, mong quý vị cũng hiểu cho một chút ạ. Của mình thì bao giờ mình cũng khen hơn một chút, nhưng mà video sai nghĩ là khen đúng chứ cũng không phải là hơi không khen sai đúng không ạ. Già là có già, còn đẹp xấu là do mỗi người đánh giá. Với video sai rất thích, thích thì mới mua về đúng không ạ. Những cái gì ở trên thân cây bonsai cũng tạm thời chia sẻ sơ sơ như vậy. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi bonsai chia sẻ. Chúc quý vị một ngày mới an khang thịnh vượng, sức khỏe và bình an. Tác phẩm An Nhiên của bonsai một lần nữa được ra mắt. Chào quý vị, các bạn đam mê cây cảnh. Và VMSite cũng xin chia sẻ là cũng đã tìm được một tác phẩm mình yêu thích để cho mình hàng ngày chăm bẵm, yêu thương tác phẩm và cũng gọi là đi khoe được với mọi người đam mê.
Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở video sau nha.